Rồi, hello anh em, chúc anh em buổi sáng tốt lành nha. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha. Số điện thoại đặt hàng mình là 0355 356 356 nha. Mình ở ngay thị trấn Phú Cát nha anh em, Cát Tiên Lâm Đồng. Ngay đèn xanh đèn đỏ luôn nha anh em. Bên mình thì chuyên mua bán trao đổi điện thoại cũ mới các loại nha. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước, cọc theo 50k cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 theo, bằng mã số thẻ cào hoặc anh em chuyển khoản ngân hàng đều nhận được nha anh em. Dưới mỗi phần và mô tả video thì mình đều có số tài khoản ngân hàng của mình nha. Thì quy định mua máy rất là đơn giản nha. Máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc, tới nơi anh em cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền còn lại cho shipper nha anh em. Máy thì mình sẽ bao đổi trả cho anh em bảo hành kỹ thuật cho anh em 1 tháng đầu tiên ha. Lỗi là đổi, không lăn tăn hết nha anh em. Đó, quy định thì rất là đơn giản ha. Máy bán ra thì mình sẽ dán cường lực và kèm bộ sạc cho anh em đầy đủ. Đó, anh em khỏi phải lăn tăn gì sạc siết gì hết nha. Rồi, không dài dòng nữa, mình xin giới thiệu vài con máy hôm nay cho anh em nha. Hôm nay mình có con Ri 4 cộng nè. Con này thì cái nắp sau nó xuống là 6. Nói thẳng cho anh em luôn, mình dán lại luôn nhưng mà riêng nguyên. Đó, sườn viền thì cũng có xuất sắc nhẹ nhẹ này đó. Mình dán lại cái hình con hổ to đẹp nha. Ri 4 cộng thì màn hình 6 inch 16 inch 3000, màn là đẹp nha. Màn dán lực đẹp. Đó, ok nha. Đó, rất là sáng đẹp. Chức năng thì ok ha, cảm ứng mượt mà. Ri 4 cộng, con này đến em 890.000 thôi. 890k. Dạng mới có cho anh em sưu tập ha. Nokia 3.1, màn hình 52 RAM 332 biên 3000, Nokia màu trắng ha. 5.1. Màn thì sáng đẹp nha. Ok. RAM 3, bộ nhớ 32. Con này đến em giá 990.000. 990k. Ringsmart Star 3 nguyên zin, màn hình 6 inch, RAM 16 biên 3500 nha. Máy thì bao ngon luôn. Ok. Màn dán kính rồi. Dành cho mấy anh em học sinh, mấy bé học sinh học mua này. Chỉ là anh em lao động xài để nghe gọi cũng như xem YouTube đỡ buồn ha. Star 3 900. Máy dưới 1 triệu nha. A12 Oppo, máy riêng, lưng sau thì có nhâm nhẹ. Màn hình 6 inch 2 RAM 464, pin 4230. Chức năng nói chung là mượt mà. A12 của Oppo nhưng bán RAM 464 lần anh em, giá 1.4 triệu. Một con Ri 7 Dream, màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin 3300. Máy full chức năng, Ri 7 Dream thì dòng xài cũng khá là lành tính nha anh em. Con này nhược điểm mình đánh giá là chỉ có mỗi cái pin này hơi thấp tí thôi. Chứ còn nói về xài chức năng rồi các kiểu, màn rồi rất là khó hư con này. Thực sự anh em luôn, con Ri 7 Dream này. RAM 3 bộ nhớ 32, máy có bây giờ như máy có rồi, hồi mới ra thì cũng 6 triệu mấy. Nhưng bây giờ nó còn là như một con máy có. Màn cực đẹp, vỏ xuất sắc nhẹ, máy zin thì anh em giá 1.1 triệu nha. 1.1 triệu, anh em cô chú lớn tuổi mua xài rất là ổn. V5S màn hình 5.5 inch, RAM 464, pin 3000. Máy con này thì pin thật sự anh em cho anh em xài một ngày không thể nào quá hơn được nữa nha. Anh em lưu ý, màn hiển thị cực nét, con này RAM 4 bộ nhớ 64GB. Con này để anh em giá 1.1 triệu luôn. V5S Vivo. Một con Realme 5i, lưng sau thêm mới ken, màu xanh lá. RAM 464 luôn, màn hình 6.5 inch và pin con này thì 5.000. Pin này thì bao anh em xài một ngày thoải mái rồi, không có chờ hết pin. Realme 5i. Hiển thị rất là nét nha, 2.1 triệu. Một con iPhone 7 nhỏ, 32GB. Lưng đẹp. Pin 85. Hiển thị rất là nét nha. Con này để anh em giá 1.7 triệu nha. À 1.9 triệu nha, sau đây nè, 1.9 triệu. iPhone 7 nhỏ. C3i của Realme màu xanh còn khá là đẹp nha. Máy riêng nguyên, màn hình 6.5 inch, RAM 2 bộ nhớ 32, pin 5000, anh em xài gì khỏi cái máy trong 2 hôm là mới sạc pin một lần. Máy con này rất là nét nha anh em. Ok ha. Wi-Fi chức năng đồ nói chung là mượt mà. C3i 1.5 triệu. A50 Samsung, lưng còn khá là đẹp, màn ring sáng đẹp. Còn bên này con này hết pin mới. A50 còn khá là ổn nha. RAM 464, màn hình 6.4, pin con này thì 4.000. Con này thì để anh em giá 2.2 triệu. 8 Plus, một con iPhone 8 Plus màu đỏ. Máy ok, ổn áp cho anh em luôn. Đó, hiển thị cực sắc nét.
64 GB. Pin con này thì nằm tầm trạng 76%. Anh em nào muốn thay pin mới thì thêm 200 ngàn, còn giá đây thì mình để anh em 4,1 triệu cho cả nhà, 4,1 triệu luôn. Còn thì alo cho mình một con iPhone 11 Pro máy zin luôn, pin 85 khá là kem, 64 GB pin 85. Còn máy thì anh em khỏi phải bàn nha, cực chất luôn, đẹp, phải nói là 98 trở lên nha, dưới 98 nha, không dưới nha nè. 11 Pro pin 85 màu xám lông chuột nha, 8,5 triệu nè, còn là 8,5 triệu nha. 12 Pro Max nha nè, 12 Pro Max mấy can xà beng luôn, vỏ táo chỉ trà nhẹ thôi đó, còn tất cả đều là len can pin 85 128 GB màu xanh nhạt nhạt ha. Đó, còn mấy thì nó là đỉnh của đỉnh luôn, 128 GB 12 Pro Max pin 85 xài khá là mượt nha. Pin này mình kèm bộ sạc thường cho anh em, về sạc bao ngon luôn, xài tầm 6 tháng chưa rớt, 2% pin không rớt được. Quan trọng là bộ sạc lúc anh em mua máy á, người ta kèm anh em bộ sạc gì rồi, bộ sạc nhanh mà lỗi dốm á là anh em sạc rất nhanh xuống pin, anh em lưu ý ha. Mình kèm bộ sạc cho anh em, bộ sạc iPhone X loại tốt cho anh em xài là anh em sạc 6 tháng chỉ nó còn xuống tầm 84-83 là hết, nói chung là 85 là xuống, khi nào pin bảo trì phải 1 năm đó, anh em lưu ý ha. Mình sẽ bán thì kèm anh em chắc cho anh em là hoàn giá 15 năm nha, anh em cần thì alo ha. Máy đẹp gần như là cái len kem, anh em mua đừng so sánh những máy trời xuất nhiều nha. 15 năm nha anh em, 128 GB bản Mỹ, mà mình có một con 256 GB luôn của bản ZA, hai sim vật lý. Con này hai sim vật lý, anh em nào xài iPhone thì biết bản ZA, con này 12 Pro Max luôn, 12 Pro Max 256 GB máy gần như là kem, pin 84. Con này thì mình chưa kích hoạt ha, bấm thì kích hoạt máy là xong luôn, 256 GB kem xà beng luôn. Con này thì mình để anh em giá 16,8 nha, anh em còn alo 16,8 bản ZA 256 GB luôn. i21s này nè, Vivo màn hình 6.51, RAM 6 128 GB, pin 5000. Con này thì pin thì khá là ổn định nha, chức năng chuẩn nha. Cảm ơn thì mượt mà, máy nguyên riêng đẹp tầm 9798. i21s con này để anh em giá 2,9 triệu nha. Một con Xiaomi Redmi Note 9s ốp lưng còn khá là mới, chip 720G, RAM 628, màn hình 6.67, pin con này là 3003, pin con này là 5020, rất là mượt mà. Con này thì chơi game luôn, ổn định luôn cho anh em, giá 3 triệu nha. Note 9s RAM 6 128 GB, 3 triệu tròn. A50s của Samsung máy riêng, màn hình 6.4, RAM 464, pin 4000. Con này là màu xanh lá nha, màn rất là mượt mà, 2,4 triệu nha anh em, 2,4 triệu. Một con Reno 5 bộ lưng sau thì nứt nhẹ đây, RAM 8 128 GB, chip 720G luôn nha anh em, RAM cao, bộ nhớ ok, pin 4003, mà thì hiển thị đẹp nha, coi còn pin còn nha, nét nha nè, màn hình cực đẹp luôn. Một con Reno 5 3,6 triệu. A20s con này thay vỏ mới rồi nè, RAM 332, màn hình 6.5, pin 4,5 nha, pin 4,5. Con này mình thay luôn nha em, con này mình thay vỏ mới luôn nha, màn riêng nha, khá là mượt mà, màn hiển thị sắc nét cho anh em nha. A20s RAM 332, đây anh em, 332 GB, 1,9 triệu thôi nè, máy đẹp kem. i19 Vivo
lưng sau thì hơi xấu, mỗi cái lưng thôi. RAM 628GB, màn hình 6.53 và pin con này 5000 luôn. Mỗi cái lưng này xuất sắc thôi, còn màn kính trước rồi các kiểu ok hết ha. Đó, màn rất là đẹp. RAM riết này, 628GB. Đó, rất là nét ha. Màn đẹp. Sườn viền có xuất sắc, lưng sau thì hơi xấu. Thay cái nắp sau là đẹp keng mà mình chưa có thay. Đang đặt chờ anh em. 2.3 triệu. A55 của Oppo, máy keng. RAM 464, màn hình 6.5 inch ở bên con này 5000. Mỗi chức năng riêng riêng, màn thì keng sao beng luôn, đẹp, không có vết tì xước gì hết anh em. Thế thì cực sắc nét luôn. Oppo A55. 64GB. 2650 anh em. Hôm nay mình có một con S20 Ultra 6.9, RAM 12GB anh em, RAM 12 nha, bộ nhớ 128, pin 5000. Hôm nay thì kính cam hơi xước sát nhẹ, lưng đẹp, màn thì dán miếng keo, xước sát cực nhẹ luôn. Đó, máy thì bao ngon. Chế độ sáng đầu, sáng xuống tí. Màn đẹp nha, đó anh em thấy, màn khá là ổn định, không ám ối gì hết ha. S20 Ultra. Con này thì mọi chức năng đều ok. Camera đẹp này. Camera 1x. Chụp xa nó hơi mờ một tí. Chụp xa thì hơi mờ một tí em đó anh em thấy. Chụp gần đẹp nha. Camera 0.5 pip. Đó, ok nha. Đó, mỗi cái chụp camera 1x thôi. Con này đúng giá nó là tầm 8 triệu nha anh em. Tầm 8 triệu. Nhưng mà mình sẽ bán con này anh em hôm nay. Giá chỉ có 5.4 triệu thôi. 5.4 triệu. RAM 12GB, bộ nhớ 128, giá chỉ có 5.4 triệu. Anh em mà cần thì alo liền. Một cái lỗi nhỏ là cam 1x. Đó, mình có nói rõ trong clip ha. Chụp gần rõ này, chụp xa hơi mờ tí. Còn 0.5 thì chụp xa chụp gần gì rõ nét hết ha. Đó. Anh em lưu ý ha. Đúng giá nó thì phải 8 triệu bán này. Nhưng mà lỗi nhẹ đó mình bán anh em 5.4 triệu thôi. Anh em mà cần thì alo liền ha. 5.4 triệu. S20 Ultra. Màn đẹp. Rồi, anh em coi đi, RAM 12GB, bộ nhớ 128. Anh em xài thoải mái luôn, rất là mượt mà con này. S20 Ultra. Y15S của Vivo, màn hình 6.5 inch, RAM 332, pin 5000. Pin 5000. Vivo Y15S. Con này thì bán nhanh cho anh em luôn, máy riêng nguyên khá đẹp, 1.8 triệu. Tiếp theo cho anh em là một con Realme 7 Pro. RAM 8 128GB, màn hình 6.4 inch và pin con này là 4.5 nha. Máy đẹp keng, tầm 98 trở lên. Mọi chức năng ok, kính lưng không hề xuất sắc. Anh em là cần thì alo ha, RAM 8 128GB. Con này thì cấu hình khá là ổn định nha. Realme 7 Pro. 3.8 triệu. Rồi, clip hôm nay xin tạm dừng tại đây. Thằng ấy chào cả nhà. Chúc anh em buổi trưa vui vẻ nha. Anh em nhớ xem kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ mình. Gọi điện mua máy thì cứ alo trực tiếp số điện thoại 0355 356 356 thì có link cho bạn, hoặc là phần mô tả đều có số điện thoại của mình nha. Thằng ấy chào cả nhà, hẹn em clip tiếp theo nha.